Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ Thuật Cam Sành. Trên màn hình đây là cây quýt đường đang trong thời điểm ra bông và sổ nhị khoảng cả 20-30% vườn. Sau khi tiến hành phun làm bông và kích thích ra hoa, đối với cây quýt đường này, sau khi tiến hành kích thích ra hoa, tức là phun phá lá để đánh thức cái trạng thái ngủ của mầm sau khi tiến hành là tạo mầm hoa đầy đủ rồi. Và sau khi đi dinh dưỡng được 3 lần thì tất cả các cây nó đang trong tình trạng nhú bông đều như thế này. Và có một số nó đã sổ nhị trước rồi. Thì các bạn có thể quan sát thấy đây, tất cả các cây nó đang trong tình trạng ra bông rất là nhiều. Đây, và cái quá trình sổ nhị của nó cũng đang diễn ra. Đây là cây quýt đường nha các bạn. Đó. Về cái bản chất của cây quýt đường, tức là trong quá trình hình thành mầm hoa đó các bạn, là nó sẽ ra hoa theo cái kiểu này nè. Tức là trên một cái mầm hoa chính thì xung quanh nó sẽ có những cái mầm hoa phụ nhỏ như thế này, và sau đó thì nó sổ nhị thì cái quá trình đổi trái nó vẫn diễn ra hoàn toàn ha. Tức là cái mầm bông trên cây quýt đường nó sẽ khác với cây cam sành hơn một xíu, và từ một cái mầm hoa chính, tức là một nhánh như thế này, thì nó sẽ có những cái mầm hoa nhỏ xung quanh. Cho nên là cây quýt đường của mình đa phần là nó sẽ ra bông chùm và nó sẽ có trái chùm, cho nên là cái lượng trái của nó rất là nhiều. Thì đối với cái vườn này nè, các bạn thấy ha, đang trong tình trạng là sổ nhị rất là nhiều. Và cái vườn này mình vừa tư vấn cho nhà vườn là tiến hành là phun thuốc bệnh để bảo vệ cái bông, giúp cho cái bông của mình nó sáng trong cái thời điểm này, để cái quá trình sổ nhị nó diễn ra được tốt và nó không có bị nấm bệnh tấn công trong thời điểm này. Tại vì trong thời điểm mà khi nó sổ nhị thế này thì nấm bệnh nó rất là thích tấn công các bạn. Tức là trên cánh bông này của mình nè, cái lượng dinh dưỡng trên cánh bông nó rất là nhiều, cho nên là nấm bệnh nó tấn công rất là dễ. Ví dụ gặp điều kiện mà mưa nhiều, ẩm vào ban đêm, nhất là nấm tháng thư nó sẽ tấn công rất là mạnh, nó làm cho đen bông. Đó, thì cái quá trình ra nó đang ra hoa rất là gộ hết các bạn. Có một về cái quá trình ra hoa trên cây quýt đường thì nó sẽ ra hoa trên chòi tầng cùng. Ra hoa trên chòi tầng cùng như thế này, và đồng thời nó sẽ ra hoa xung quanh mắt lá luôn hết các bạn. Nếu như chúng ta tiến hành là kích dinh dưỡng đúng và đầy đủ những chất điều hòa sinh trưởng thì cái cây nó sẽ ra hoa toàn bộ luôn. Đó. Ví dụ như cái cành của mình ở trên đây nó mất cái đọt ở phía trên cùng nè, thì ở dưới nó vẫn ra hoa được các bạn. Đối với quan điểm kỹ thuật của một số bạn nói là cho rằng là nếu nó mất cái đọt ở phía trên đây nè thì cành dưới nó không ra hoa. Chứng tỏ cái này nè, đó, ở trên nó bị mất nhưng mà dưới nó vẫn hình thành mầm hoa bình thường ha. Đây, quá trình ra nó rất là gộ. Và cái trái nó đã sổ nhị rồi, có một số sổ nhị rồi, nó đang trong tình trạng rất là xanh trái. Trong thời điểm này cái vấn đề mà chúng ta tiến hành là phòng bệnh là chủ yếu chứ nhất hay các bạn, giúp cho cái bông của mình nó sạch bệnh, nó sáng bóng. Và sau đó khi mà cái quá trình sổ nhị của nó diễn ra, đang trong quá trình diễn ra sổ nhị và diễn ra gần xong á, thì chúng ta vẫn tiến hành là phun những cái chất để giúp tăng độ trái ở trên bông. Đối với biện pháp xử lý ra hoa đối với vườn quýt này thì mình tư vấn cho anh Dương áp dụng cái biện pháp là phun xịt lan ha các bạn. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể tiến hành là xử lý bằng cái biện pháp là đậy màng phủ vẫn được, hoặc là xịt lan. Xịt lan là tức là chúng ta đưa hóa chất lên, không có tiến hành biện pháp đậy màng phủ, hoặc là không có tiến hành biện pháp xịt nước. Sau khi cây lên mầm thì sẽ tiến hành kích ra hoa như thế này thôi. Trong quá trình phun xịt thì các bạn có thể thấy những cái tàn trà phía sau, nó không có bị chết tàn trà.
Và có một số nhánh nó ra bông trong thời điểm chúng ta tiến hành là làm bông á, thì nó, cái trái vẫn đậu bình thường thôi. Cái này là mình cho nhà vườn tiến hành tạo mầm là tới tới mầm luôn các bạn, tức là như ngay cái cuốn cắt trái nè, nó vẫn có cái mầm bông bình thường nè. Đây cái một chùm chùm quýt gần chín đấy các bạn, trái rất là đẹp. Còn đây là những cái chùm trái mà nó đã đậu trước trong quá trình tiến hành làm bông này các bạn. Trong thời điểm này thì mình sẽ tư vấn cho vườn là tiến hành là quản lý bệnh sâu gây định kỳ và đồng thời là cung cấp canxi bo lên giúp cho cái bông của mình nó mập và nó sáng, hỗ trợ tốt cho quá trình đậu trái. Trong quá trình kích thích ra hoa đó các bạn, nếu như chúng ta đi dưỡng đầy đủ thì những cái mắt lá này nè nó sẽ ra như vậy nè, và tất cả đều là có mầm bông hết trơn.
Đối với cái quá trình đậu trái thì cây quýt của mình nó sẽ đậu trái dễ hơn là cái cây cam sành một xíu ha các bạn. Cho nên là những cái cây này nè, cái trong quá trình sổ nhị, sau khi sổ nhị thì cái trái nó đậu rất là nhanh và nó xanh trái rất là dễ. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình là tiến hành xử lý cây qua và kích cây qua trên cây quýt đường. Để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật lăng vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.